Các bạn muốn sống tiêu cực hay là tích cực? Đôi khi tôi cũng tự mãn về bản thân của mình, quá cao ngạo về sự tài ba của mình, nhưng sự tài trí của tôi không mấy ai quan tâm, bởi vì nó thật khó tin. Chả ai tin tôi là một chàng tiên cá thật sự, nhưng tôi lại sở hữu nội tạng tiến hóa hơn người bình thường gấp 3 lần. Nếu không phải là tiên cá thì tại sao nhịp tim của tôi lại đập chậm hơn mọi người gấp 3 lần? Nhiều người nói rằng mình có khả năng thiền định rất là chuyên nghiệp, nhưng tim của họ lại đập như cái trống như vậy thì hỏi họ định ở chỗ nào? Khi nào họ định được? Nực cười. Họ chỉ thể lấy tiền tài của họ, danh vọng của họ, địa vị của họ để mê hoặc các bạn. Họ là cảnh giới của thần. Thần xong đến rồi. Thần xong không tới kiếm tiêu. Thần xong. Ông kêu tôi tới giờ đi bơi rồi. Oh shit shit. Đây. Đây. Thần xong đang rất hận con người, các bạn không biết à. Ông đang rất hận các bạn. Nè, xưa kia ở ven khúc sông này á, là thiên nhiên động vật phong phú, có cọp nè, có voi nè, có rái cá nè, dưới sông hả cá nhảy tôm tép nhảy lên nè. Nhưng con người đã đầu tiên ra ven sông, con người chiếm đi môi trường sống của các loài vật hoang dã, và bắt đầu xả rác xuống sông, và bắt đầu để tiết kiệm cái việc mà đóng tiền rác này kia, và đã bị cơ quan chức năng phạt hành chính. Người ta cứ vứt rác xuống nước để phi tan tất cả, và những cái rác thải đó lại chảy ra đại dương, chảy ra Thái Bình Dương. Sông đang hận con người như vậy. Dòng sông Sài Gòn này, sự thành công của thành phố Sài Gòn này, của Hồ Chí Minh này, của nền kinh tế này. Tại sao Hồ Chí Minh được cho là thành phố của nền kinh tế? Nhờ dòng sông Sài Gòn này mang cá tôm đến, được chư thiên chư thần ủng hộ. Nhưng các bạn đang tạo ra quỷ ở dòng sông này, sự oán hận của biết bao nhiêu loại sinh vật ở dòng sông này. Càng còn nhiều hơn, họ kiện lên trời, họ than trời trách phận trách đất, vì con người đã hại họ nên dịch bệnh mới ra. Nếu các bạn đừng đụng đến con cháu của họ là các loại vật hoang dã, thì họ cũng chả oán hận mà hại chúng ta làm gì. Tại vì Covid sẽ không thể nào mà hết được nếu con người còn tiếp tục làm hại thiên nhiên và động vật. Nếu hết dịch Covid này rồi, các bạn lại đô thị hóa ven sông nữa hả? Tiếp tục đi. Sẽ lại gây oán hận với thần. Tiêu là tiên. Nhiệm vụ của Tiêu. Trời ơi, có cửa kìa. Cửa kìa, giật không gian. Ông thần xong ổng núp trong này. Thần xong gọi Tiêu đến. Ông muốn Tiêu là phải đi bơi chứ còn bảo vệ cái dòng sông của ổng, con cháu của ổng đang làm than, con cháu của ổng phải sống trong nước cống, nước bẩn thỉu của các bạn thải ra. Thần xong đây oán hận người, ổng đang muốn kêu anh xuất hiện nó. Các bạn chống lại thiên nhiên được không? Xong kêu tôi đi rồi, tôi phải về xong thôi. Tiên cá phải xuống sông bơi. Nhưng tôi mới vừa bơi thử thách 20 cây số không. Mới bơi thử thách 20 cây số xong mà không có thấy ai ủng hộ gì hết. Thế nên dịch bệnh Covid đừng hòng hết. Các tỷ phú đại gia thì họ chỉ lên nói về sự giàu sang của họ, sự độ lượng của họ, giúp con người của họ. Nhưng họ không hiểu được ý định của thần. Thần đang rất oán hận con người. Nếu các tỷ phú đại gia chịu trồng cây gây rừng, chịu xử lý rác thải dưới sông, chịu bảo vệ thiên nhiên và động vật thành công, đừng để tôi phải vất vả nữa, thì thần cũng chả nhờ vả tôi làm gì.
Bởi vì tiêu là cổng kết nối tâm linh. Chư Thiên muốn tôi ôn giúp đỡ các bạn, bởi vì trí tuệ của tôi ôn mới là người có thể thiền định thật sự, liên kết đến những cõi cao hơn. Do năng lực của tôi ôn quá mạnh, sức khỏe tôi ôn quá khủng khiếp, nên bắt sóng wifi lên các tầng trời cao hơn là quá dễ dàng. Ai cũng muốn tôi ôn giúp cho con cháu của họ ở thế giới này. Nhưng các bạn đâu nghe tôi ôn nói, tôi ôn cũng chả muốn giúp các bạn làm gì. Để cho thần phán xét các bạn, quỷ báo án các bạn, khi nào họ hả hơi rồi thì tôi ôn sẽ trở lại. Còn bây giờ tôi phải tự tạo ra thế giới tốt đẹp xung quanh cuộc sống của mình đây, các bạn hiểu không? Tôi sẽ làm một chuyến bơi lội 100 km, 200 km là quá bình thường. Tôi đã bơi suốt 750 km, mỗi ngày 30 cây số ở ngoài đảo Campuchia, tới nỗi mà nám mặt luôn, mà không có ai mà hỗ trợ tài trợ cho bất cứ điều gì. Giờ lại phải tiếp tục làm nữa. Thần sông Sài Gòn muốn tôi cũng phải là chàng tiên cá của thần sông đó, kêu gọi bảo vệ dòng sông nó thành công. Những việc tiêu là đang cố gắng thôi. Còn những vị Bồ Tát họ chưa giúp đỡ tiêu thật sự, họ còn đang mê mệt trong cảnh giới thần của họ, họ đang thích thú sự hưởng thụ giàu sang của họ, họ đang thích vinh hoa nổi tiếng, danh vọng. Đó là lý do mà tôi không thể giúp được các bạn. Bởi vì một mình tôi làm, nhưng lại có hàng ngàn người phá, và mỗi vị chư thiên lại là một cảnh giới riêng. Các tỷ phú được tôi giúp cho thành công, họ trả tiền cho tôi ôn, xong rồi họ chia tay tôi ôn, không ai hỗ trợ tôi gì thêm. Bởi vì sao? Họ không muốn tôi phải mệt mỏi nữa. Bởi vì họ biết có đưa tiền cho tôi rồi, tôi lại đi giải cứu động vật hết tiền. Họ coi những việc tôi làm là vô nghĩa. Bởi vì họ đã bị vật chất, sự giàu sang làm. Trời càng mọc cao lên, thể hiện lòng tham của họ đó. Các bạn sẽ mãi mãi là những cái loài sinh vật thấp cổ bé họng, nuôi dưỡng cho sự giàu sang và thành công của họ trong đời này. Nếu tôi không nói ra, các bạn sẽ thấy mình sẽ không còn lối thoát trong cái cuộc sống này. Nhưng đừng lo, ở trên kia trời có cao nhưng đều nghe thấy và nhìn thấy. Chúng ta như những con kiến đang được họ quan sát rất kỹ, họ nhìn chúng ta rất là rõ, chỉ chúng ta không nhìn thấy họ thôi. Các bạn cố gắng sống tốt đi, mỗi người đều trồng một cây xanh ở nhà đi, mỗi người đều hãy bỏ đi việc làm hại các loài vật, chỉ nên ăn những loài vật đã chết thôi, không nên sát sanh nữa. Ngừng cái việc làm đó đi thì tất nhiên mọi điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Thần sông á, ông lại muốn tôi ra sông bơi kêu gọi bảo vệ môi trường cho ông nữa mà. Những cái loài vật sống dưới sông Sài Gòn nó đang nhớ tôi ôn, con cháu của thần sông muốn gặp tôi ôn, muốn được bơi cùng với tôi ôn, muốn được hấp thụ năng lượng tương tác ra khi thiền định lúc bơi, để họ có thể giảng sanh thoát khỏi thân thể đó lên được những cõi trời cao hơn nữa.
các vị đang muốn tiêu anh đến, tôi anh biết. Tôi anh hiểu chứ. Từ từ đi, tôi đang làm việc nhà. Con người còn vô minh và sân si nhiều lắm. Mặc kệ họ nói tôi là cùng điên đi, nhưng rồi họ sẽ thấy giữa tôi anh và họ khác nhau ở điểm nào.